Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình ha. Video này mình chia sẻ cho anh em cách tạo ảnh đại diện Facebook có dấu tích xanh như anh em đang thấy. Video này dành cho anh em nào chưa biết, còn anh em nào biết rồi bỏ qua giùm mình. Để tạo ảnh đại diện có dấu tích xanh, mình sử dụng trình duyệt nha anh em. Anh em có thể sử dụng bất cứ trình duyệt nào cũng được. Mình hay sử dụng trình duyệt Chrome. Bây giờ mình sẽ mở trình duyệt Chrome lên. Anh em sẽ nhập vào cái thanh tìm kiếm là tạo ảnh đẹp .com. Rồi anh em bắt đầu tìm kiếm. Rồi đây là giao diện của trang web. Anh em tìm đến cái phần avatar dấu tích xanh. Tiếp tục anh em kéo lên, tìm đến cái phần y chang như anh em đang thấy trong video. Ở đây nó có hai kiểu, kiểu 1 và kiểu 2. Mình sẽ chọn kiểu 2. Tiếp tục chọn ảnh. Chọn ảnh. Bây giờ anh em sẽ chọn bức ảnh cần tạo dấu tích xanh nha anh em. Anh em lưu ở đâu thì anh em tìm đến cái thư mục đó để lấy bức ảnh. Khi anh em đã chọn được bức ảnh ưng ý, anh em nhấn vào chữ OK. Tiếp tục anh em sẽ di chuyển chỗ cái khung nè, lấy cái phần cần thiết. Tiếp tục chọn cắt ảnh. Tiếp đến là cái chỗ bo tròn avatar. Anh em có thể chọn bo tròn avatar hoặc là không, mình sẽ chọn là bo tròn avatar. Tiếp tục chọn tạo ảnh. Và đây là bức ảnh mình vừa tạo xong nghe anh em. Đã có dấu tích xanh. Anh em tiếp tục chọn tải ảnh về. Tiếp tục chọn tải xuống. Rồi, rất đơn giản nghe anh em. Bức ảnh tải xuống của anh em nó sẽ nằm trên máy của anh em luôn. Và công việc kế tiếp của anh em là lấy cái ảnh vừa tạo và làm ảnh cá nhân Facebook của anh em là OK. Rất đơn giản nghe anh em. Nội dung mình xin dừng lại nghe anh em. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.